Kính chào quý vị đến với bản tin đặc biệt của đài truyền hình Việt Today. Hôm nay đề tài chúng tôi trình bày là về vụ sập cầu ở Maryland, ở tiểu bang Maryland. Thì nếu quý vị theo dõi tin tức thì chúng ta biết rằng là vào ngày thứ ba tuần qua, ngày thứ ba 26 tháng 3 2024 đã có một cái vụ sập cầu lớn ở cái thành phố cảng Baltimore thuộc tiểu bang Maryland, khiến cho 6 người chết. Và cái điều đáng nói là nó lên một cái tiếng cảnh báo cho cái hệ thống cầu cống ở trên toàn lãnh thổ của Liên bang Hoa Kỳ, vốn được xem là hầu như là đã rất là cũ kỹ. Theo những cái con số mà báo chí Hoa Kỳ đưa ra trong mấy ngày qua đó, thì cái dàn cái cầu này mà có nguy cơ sập như cái cầu ở thành phố Baltimore này á, là ngót tới 17.468 chiếc cầu như vậy. Thành ra trong cái đề tài hôm nay chúng tôi trình bày là nhìn lại toàn cảnh cái vụ sập cầu đó, và đồng thời là phải các cái chuyên gia họ nói lên tiếng cảnh báo như thế nào để đề phòng những cái cảnh tương tự nó không được cái tái diễn trong tương lai. Như trước hết chúng tôi xin mời quý vị xem cái hình ảnh về cái chiếc cầu này. Đây là cái chiếc cầu mang tên là chiếc cầu là Francis Scott Key. Nó bắc qua cái cảng, hải cảng của thành phố Baltimore. Đây là một cái cảnh bình thường thôi, đây là một cái chiếc tàu đang chạy giữa cái cầu, chứ không phải lúc cái cầu chưa sập. Và cái chiều dài của cái cầu này từ bên này qua bên kia đó là 2.632 mét, tức như là hơn 2,5 cây, 2,6 cây, hơn 2,6 cây. Và cái nhịp chính này, cái nhịp chính ở giữa này này, để cho tàu chạy thông qua đó, cái nhịp này đó là nó có bề dài từ cái trụ này qua trụ này là 366 mét. Còn từ trên cầu này xuống tới cái mặt nước này á, là có chiều cao là 56 mét, tàu bè có thể chạy qua, lưu thông dễ dàng. Tuy nhiên một cái tai nạn đáng tiếc đã xảy ra vào lúc khoảng 1:30 sáng ngày 26 tháng 3 2024, mà một cái con tàu container của Singapore đã vì tàu bị trục trặc, mất điện và đã trôi dạt và đã tông sập vào cái trụ này này. Chúng tôi sẽ mời quý vị xem qua những cái hình ảnh mà các cái phương tiện truyền thông của Hoa Kỳ họ đã đưa lên cho chúng ta thấy. Đây là cái cảnh của chiếc tàu container tông vào cái trụ. Đây, chiếc tàu đây này, chiếc tàu container đây. Và đây là cái cầu đây, cái cầu hồi nãy quý vị mới thấy đó. Đây là cái nhịp chính của nó này. Con tàu này nó sẽ đụng vào cái trụ này và khiến cho toàn bộ cái cầu này sập xuống sông. Chúng tôi sẽ mời quý vị để ý xem lại một lần nữa cái cầu. Chúng ta thấy ở trên cầu này có những cái đốm đen. Tất nhiên là cái cầu này có lưu lượng giao thông mỗi một ngày khoảng hơn 30.000 xe. Và những chiếc xe nào mà chạy ngang qua cầu này là tránh cái đường chạy vào thành phố. Chạy từ thành phố New York xuống Washington DC thì để không vào thành phố Baltimore thì họ chạy ngang qua cái cầu này. Tuy nhiên vì vào giữa đêm này đó thì cầu này đang có 6 công nhân đang gọi là vả những cái ổ ga ở trên cái cầu, và do vậy là không có phương tiện giao thông ở trên cầu. May mắn chúng ta thấy những cái đốm đen này, ánh sáng của công nhân gọi là của công nhân đã đang vả ổ ga ở trên đường này, và 6 công nhân nhập cư đó đã bị rớt cùng cái cầu xuống dưới đáy sông này, và cả 6 người đều thiệt mạng hết, trong đó là có 4 người là thưa quý vị là 4 người là vớt xác lên được, và hai người thì nằm chết ở trong chiếc xe. Chúng tôi xin nói là có 8 người, trong đó có 2 người được cứu sống và 6 người đã xem như là đã thiệt mạng. Quý vị có thể xem lại một lần về cái cạnh của cái chiếc cầu này, nó bị tông sập xuống sông. Đây là cái con tàu container tông vào đây, tông vào cái trụ này, rồi trụ chính. Do đó cả một cái cầu dài như thế này đều sụp xuống sông. Một số hình ảnh nó rõ ràng hơn nữa là cái cảnh này là diễn ra vào lúc 1:30 sáng thứ ba ngày 26 tháng 3 2024, và sau đó là các phương tiện họ sẽ đưa, đây là cái hình ảnh ngày hôm sau sau cái vụ tai nạn đó, đây là cái hình ảnh của ngày hôm sau. Đây là cái chiếc tàu container của Singapore, và đây là cái cầu đang sập lên trên, đè lên trên chiếc cầu container đó. Và một đoạn video khác cho chúng ta thấy cái toàn cảnh của cái cầu sau cái sập, và được cả người ta sử dụng các cái drone, cái loài máy bay không người lái, loài nhỏ đó, người ta bay lên trên trời và quay lại cái toàn cảnh để cho chúng ta thấy cái cảnh của cái chiếc cầu này ở trên toàn bộ cái hải cảng của Baltimore. Đây là chiếc container đây. Đây là đuôi của chiếc tàu container đó, tên là Dali của Singapore. Và đây là toàn cảnh của cái chiếc cầu. Cầu dài hơn 2.600 mét là từ bên kia qua tới bên này, và chiếc container này nó tông ngay vào cái nhịp chính của cái cầu, khiến cho toàn bộ cầu rớt xuống sông. Thì quý vị đã thấy là đó là những cái cảnh mà các cái phương tiện truyền thông họ đã đưa ra cho chúng ta thấy. Và đây là một cái cảnh, thêm quý vị sẽ thấy cái cảnh của cái chân cầu. Trên màn hình chúng ta có thể thấy rằng là cái cầu nó sập tới đây này, tới ngay cái chân cầu ngay đây này, bây giờ tới đây lên đây. Một cái điều là may mắn là như thế này, sợ gì mà cái tai nạn mà xảy ra đó mà không có xe ở trên cầu mà rớt xuống dưới sông, xe của hành khách đó, lưu thông trên cầu đó, là có nguyên nhân là các cái thủy thủ ở trên cái chiếc tàu container của Singapore đó, họ đã khi mà con tàu mất điện và trôi mà không có điều khiển được á, trôi vào chân cầu, thì họ đã gọi điện, họ báo cho cái cơ quan công lực ở trên cảng Baltimore, và lúc đó cảnh sát họ đã kịp thời. Thưa quý vị, là nói trong vòng là trước khi cái cầu này mà sập, trong vòng khoảng một phút thôi, chưa tới một phút đó, thì cảnh sát đã chặn hai bên không cho xe cộ lưu thông. Thì chúng ta mới thấy là xe của cảnh sát đó, họ chạy tới ngay đầu dưới chân cầu này. Và có một điều đáng tiếc là không kịp bảo cho công nhân vả cái ổ gà ở trên cầu, 8 công nhân vào ổ gà ở trên cầu để có thể là cứu thoát họ ngay khi mà cái cầu bị sập xuống. Tuy nhiên đã cản được. Quý vị đã thấy rằng là cái cảnh của cái chiếc xe cảnh sát họ chạy tới, xe của cảnh sát họ chạy tới đó, họ chạy tới đó, chạy tới ngay dưới cái chân cầu này, này. Đó, rồi. Đó, và cái cảnh đây là cảnh hôm sau. Cảnh hôm sau chúng ta thấy là cái chân cầu nó sập tới đây, và May mắn là cái số mà gọi là cái xe cộ lưu thông ở trên cái đoạn đường này đã là không có gặp tai nạn thương tâm giống như cả cái công nhân làm cầu. Thì chúng tôi cũng xin nói lại, đây là cái con đường mà cũng có xem như là huyết mạch chạy từ thành phố New York tới Washington DC, cho những xe nào hay là đoàn xe nào chạy tránh đường vào thành phố Baltimore thì chạy qua đường này, và mỗi một ngày có khoảng hơn 30.000 xe chạy qua cái con đường này. Và may mắn là lúc đó là lúc mà cả cái công nhân họ đang sửa ổ gà gần sáng ngày thứ ba, ngày 26 tháng 3 vừa qua. Và cái vị trí của cái cầu này như chúng tôi nói, đây là một trong những cái đoạn đường huyết mạch mà chạy qua cảng. Và cái phần dưới mà lưu thông đó, quý vị cũng có thể thấy là cái đoạn đường mà để những cái chiếc ghe, chiếc tàu quý vị sẽ thấy đây này, cái cạnh của đây là chiếc container nó tông vào đây, và đây là cái con sông chảy vào cái hải cảng Baltimore phía trong này. Thì đây là một trong những cái đoạn đường huyết mạch. Và ngay sau khi sập như thế này đó thì các cái cơ quan của Bộ Giao thông của Hoa Kỳ đã huy động các cái tàu cần trục tới để nhanh chóng trục vớt những cái này đi, để dọn đường cho tàu bè qua lại để vào hải cảng. Thì theo chúng tôi theo dõi tin tức ở các cái đài truyền hình địa phương và các báo chí địa phương của cái tiểu bang Maryland đó, thì họ báo cho biết rằng là họ rất là chi tiết, họ nói rằng là sắp tới đây là có thể là một vài tuần hoặc là một vài tháng, tùy theo cái công việc dọn dẹp cái lòng sông này, tàu bè có thể vào được hay không. Thì dân chúng ở địa phương đó sẽ thiếu thốn những cái mặt hàng nào, thậm chí họ kê ra những cái mặt hàng ăn uống hàng ngày nữa, như cả thí dụ như cá hay như gì mà các cái nơi khác mà cung cấp tới cho cái vùng này đi ngang qua cái hải cảng ở Baltimore này. Thì thưa quý vị, đây cũng chúng tôi cũng xin nói thêm rằng là cái hải cảng Baltimore là đứng hàng thứ 9 trong số những cái hải cảng ở Hoa Kỳ này, và đây nó nằm ở phía đông bắc của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, hải cảng đứng hàng thứ 9. Và cái cầu mà bị sập này nè, nó có một cái điểm đặc biệt là cái cầu mang tên là Francis Scott Key Bridge, mà thường thường người ta hay gọi tắt là Key Bridge. Thì tại sao có cái tên này? Thưa quý vị, cái tên mà Francis Scott á, là tên của một nhà thơ, một luật sư, một tác giả, và là một nhà thơ nổi tiếng của không những của Hoa Kỳ mà đặc biệt là của cái tiểu bang Maryland này. Và người con của tiểu bang Maryland này chính là bài thơ, là tác giả của cái bản lời của bản quốc ca Hoa Kỳ The Star Spangled Banner, tức như là đây là lấy tên của nhà thơ ở Maryland mà đã là tác giả của những cái lời quốc ca Hoa Kỳ The Star Spangled Banner. Thì đây là cái tên của cái cầu, lấy tên của nhà thơ đó. Bây giờ chúng tôi qua cái phần trình bày với quý vị là về cái đề phòng những cái vấn đề tái diễn sau cái vụ sập cầu như thế này á. Thì thưa quý vị là có rất nhiều báo chí họ sẽ khui lại những cái vụ trước đây và bây giờ phải giải quyết như thế nào. Thứ nhất á, là ngay sau khi mà sập cầu thì các cái chuyên gia họ dự báo để xây lại cái cầu này á, làm lại một cái cầu mới á, thì tốn chi phí khoảng là 600 triệu đô la. Và người ta so sánh cái vụ sập cầu này này với một vụ sập cầu cách đây mười mấy năm ở tại tiểu bang Minnesota vào năm 2007, và lúc đó là có tới là nghĩa là tốn xây một cái cầu mới tới 234 triệu đô la. Và phải nói rằng là các cái cơ quan của tiểu bang và đặc biệt của liên bang hỗ trợ để cho cái cầu xây là rất nhanh chóng, chỉ trong vòng khoảng 13 tháng, tức nghĩa là hơn một năm, thì cái cầu ở trên xa lộ ở Minnesota đã hoàn tất. Thì bây giờ người ta cũng hy vọng như vậy, ngay sau khi mà cái tai nạn xảy ra như vậy đó, thì ông thống đốc của tiểu bang Maryland là xin ngay khoản tiền là 60 triệu đô la để dọn dẹp cái lòng của cái con sông này, cũng như là chuẩn bị cho một cái kế hoạch xây cầu mới. Và Tổng thống Joe Biden đã chấp thuận cấp ngay cái khoản tiền đó cho liên bang, cho tiểu bang Maryland để chuẩn bị nạo vét cái sông cho tàu bè thông thường. Và đồng thời ông Biden cũng hy vọng là Quốc hội Hoa Kỳ cũng sẽ nhanh chóng để thông qua cái ngân sách để xây dựng một cái cầu mới để thay cho cái cầu cũ này, và để nhanh chóng đưa lại cuộc sống sinh hoạt của cái cảng Baltimore hàng thứ 9 của Hoa Kỳ này trở lại sinh hoạt bình thường. Và bây giờ chúng tôi mới nói tới cái vấn đề là các cái chuyên gia họ nói như thế nào. Thưa quý vị, ở ngay tiểu bang California của chúng ta đây là sau cái vụ sập cầu này là các giới chức liên quan tới về giao thông họ đã lên tiếng ngay. Họ nói rằng là các cái cầu ở vùng Bắc, ở vùng Vịnh này á, thì đã được đề phòng. Vậy thì đề phòng như thế nào? Thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị xem những cái hình ảnh sau đây. Đây là chúng tôi lấy ở trên cái báo New Journal, họ có đăng cái ý kiến của các cái chuyên gia về giao thông. Họ nói rằng là các cái cầu của Hoa Kỳ đấy á, có tương tự như cái cầu Francis Scott Key của Baltimore thì cũng sẽ có nguy cơ sẽ bị sập, mà những cái cầu gọi là nghiêm trọng nhất và rất là quan trọng trong vấn đề giao thông của tiểu bang và của liên bang. Như chúng tôi trong cái phần đầu chúng tôi còn nói rằng là theo cái thống kê đó, có tới là cái cầu vừa sập là nằm trong số 1 trong gần 17.500 cái cầu trong cái hệ thống cầu cống ở trên xa lộ toàn liên bang của Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, có một điều đáng nói nữa, nếu như chúng ta so sánh, chúng ta đi du lịch ở các cái quốc gia ở bên Âu Châu chẳng hạn, hay là các cái nước ở Đông Á, ở Nhật Bản, Nam Hàn, hay thậm chí ở bên Hoa Lục, thì chúng ta sẽ thấy rằng là hệ thống cầu cống, hệ thống đường xá của các cái quốc gia mới sau này á, thì rất là tân tiến mới. Thì chúng ta nhìn lại cái hệ thống cầu cống đường của Hoa Kỳ thì chúng ta thấy là rất nhiều cầu đã quá cũ. Thì đây chuyên gia họ dự báo những cầu nào sẽ nằm trong cái số đó, thì họ nói rằng là trong số này là có 8 cái cầu gọi là cầu chính yếu, cầu trọng điểm mà có nguy cơ nếu không đề phòng thì có nguy cơ sẽ sụp, như cái cầu Francis Scott Key ở Baltimore. Thưa quý vị, trong đó có đây là số 1, số 2, số 3, số 4, 5 là nằm ở phía Tây, là tức như là nằm ở phía bờ biển phía Tây Thái Bình Dương, ở cái tiểu bang Washington, Oregon và đặc biệt là ở tiểu bang California. Rồi còn cái nhóm cầu ở phía miền Đông giáp với Đại Tây Dương á, là có mấy cái cầu ở khu vực của sát với cầu Francis Scott Key Bridge nằm ở khu vực tiểu bang Maryland, tiểu bang New York, New Jersey. Đó, thì những cái cầu chúng tôi xin nói sơ đây, người ta đặt kể tên ra tất cả những cái cầu này như thế này. Trong đó có số 3, số 4 và số 5 là hai cái cầu, số 4 và số 5 là hai cái cầu mà nằm ở khu vực Bắc California, nơi chúng tôi đang sinh sống đây. Đó là cầu San Francisco Oakland Bay Bridge và cái chiếc cầu nổi tiếng trên toàn thế giới đó là Golden Gate Bridge, cầu cổng vàng đó. Đó thì hai cái, đây là số 4, số 5 là hai trong số 8 cái cầu mà các chuyên gia họ đang lên tiếng cảnh báo phải có biện pháp bảo vệ cầu. Thì thưa quý vị, bảo vệ như thế nào? Các cái chuyên gia họ nói đây, đây là hình của những cái cầu, các cái kỹ sư về cầu cống đó, họ nói cái cách để bảo vệ các cái cầu là như thế này. Dưới những cái chân cầu này, nếu thuần tiện á, thì họ làm thành những cái đảo. Nếu như là đất thấp, nước mực nước có thể thấp hơn thì họ có thể làm những cái đảo như thế này rất là vững chãi, giữ cho trụ cầu không nói, mà tất cả các cái tàu thuyền tới đây là tông vào đây thì không ảnh hưởng gì tới cái chân cầu cả. Đó, Hoặc là họ làm những cái, đây, những cái miếng trắng như thế này. Từ xa, quý vị thấy những cái vòng tròn đây. Đây, đó. Để bảo vệ cả cái chân cầu, tàu thuyền một lỡ mất điện như chiếc xà lan, chiếc tàu container vừa rồi chẳng hạn, trôi dạt tới thì bị tấp vào, gặp những cái trụ tròn thế này thì tấp vào đây chứ không được đụng vào ở chân cầu. Đây là gọi là những cái thiết kế của các cái kỹ sư cầu cống, thì họ làm để họ bảo vệ các cái chân cầu. Thì như chúng ta thấy hồi trong cái cảnh hồi nãy đó là chiếc tàu đã đưa tới, nghĩa là đã trôi dạt và đâm vào một cái trụ này của cái cầu Francis Scott Key Bridge, khiến cho toàn bộ cả cái cầu bị sập xuống sông. Thì cái cách thức như thế này thì tất cả các cái cầu trong cái hệ thống cầu cống xây dựng đều phải có hệ thống bảo vệ như vậy cả. Và thưa quý vị rằng là cả cái chuyên gia họ cũng nói rằng là trước khi mà cái cầu ở Baltimore mà bị sập đó, là hồi cái cầu đó là khai trương vào năm 1977 và sau đó 3 năm 1980 thì một cái cầu Sunshine ở bên Tampa Bay ở tiểu bang Florida cũng bị tông sập, và ngay sau đó là các cái chuyên gia đều lên tiếng cảnh báo, cũng giống như hiện tại bây giờ sau cái vụ mà cái cầu này sập, nghĩa là các cái chuyên gia giao thông là họ cảnh báo trên toàn quốc là phải có biện pháp để bảo vệ các cái chân cầu, bảo vệ các cái cầu để không thể có những cái trường hợp tái diễn. Và ở ngay tại cái, thưa quý vị, là ở ngay tại cái khu vực Bắc California này thì các cái chuyên gia, các cái tờ báo ở địa phương này họ cũng đã phỏng vấn, kể cả nhà cái đài truyền hình địa phương ở tại miền Bắc California, họ cũng đã phỏng vấn các cái chuyên gia về an toàn giao thông, các cái cơ quan công lực có liên quan, thì những cơ quan về tình trạng khẩn cấp chẳng hạn, thì đều bảo đảm rằng là sẽ không tái diễn những cái vụ sập cầu giống như ở bên cái tiểu bang ở thành phố Baltimore, ở tiểu bang Maryland. Có điều họ cũng nêu ra những cái khó khăn về trong vấn đề tài chính. Thí dụ như là có một chuyên gia ở tại miền Bắc California nói là để bảo vệ cái hệ thống này phải cần khoảng 145-150 triệu đô la để thiết lập cái hệ thống gọi là ngăn chặn tất cả những cái vụ việc mà tương tự như cái cầu Francis Key Bridge này để tái diễn. Không những ở Cali, ở tất cả các nơi khác thì phải cần có khoản ngân khoản rất lớn để mà đề phòng những cái chuyện đó. Thế như chúng ta thấy đó, tất cả các cái cầu cỡ lớn ở California chúng ta cũng thấy là có những cái kiểu như thế này, dưới chân cầu á, thì hoặc là có cái ốc đảo như thế này để chặn, còn không thấy là họ sẽ có những cái đó, những cái ù lên như thế này, ù cao lên như thế này để ngăn chặn trong những trường hợp tàu có thể đâm vào chân cầu. Thì thưa quý vị, đó là cái gọi là những cái lên tiếng của các cái chuyên gia về cái hệ thống cầu cũ kỹ ở Hoa Kỳ. Nếu không muốn nói là lỗi thời, chúng tôi thấy rồi, đúng là cái có rất nhiều cái cầu thấy nó rất là cũ và cũng có thể là có nguy cơ như vậy, nhưng mà không, mình cũng không biết nói làm sao. Trong khi đó là có thể mình đi qua các nước khác thì mình cảm thấy là ôi trời, cái hệ thống của họ phải công nhận là họ mới xây dựng đó, thì cầu mới có thể thấy rất là hiện đại và rất là an toàn. Cũng có một điều nữa là, thưa quý vị, rằng là khi mà cái chiếc cầu mà ở Baltimore mà nó sập xuống như vậy đó, thì các cái chuyên gia nói là chà, cái này chắc cũng phải là ít lắm là cũng phải là vài tuần hay là vài tháng mới nào vẽ sống đó, thì có thể tàu bè mới là lưu thông được và hàng hóa có thể chuyển tới cảng Baltimore. Nhưng mà có một cái điều là rất là bất ngờ. Chúng tôi xin mời quý vị xem một cái hình ảnh rằng là không ngờ là mới khoảng hơn một tuần sau thôi thì đã có cái đường để cho tàu chạy vô cái cảng của Baltimore rồi. Đây, quý vị sẽ thấy đây là cái cảnh mà đây là cái phần cầu này, phần cầu, còn đây là cái trụ chính này, cái trụ chính nó đã bị sập xuống sông rồi này, và đây là một chiếc tàu mới họ chạy qua. Kiểu cái cảnh lên cho thấy, chúng ta thấy rằng là cái sự việc này nó xảy ra sau cái chiếc cầu đã bị sập rồi. Và cái đoạn video này á, là phút tịch này của hãng tin Reuters, họ cho biết diễn ra vào ngày 1 tháng 4, đầu tháng 4, 2024. Cái chiếc tàu kéo này họ đẩy cái chiếc xà lan này chạy qua cái chân cầu vừa rồi, và đây là những cái chiếc cần trục này. Đó là những cái chiếc cần trục đã được đưa tới đây để mà nào vẽ cái con sông dẫn vào cái hải cảng Baltimore. Thì vừa chúng ta thấy rằng là ngay cái ở cái đoạn đầu này đó, thì chúng ta thấy rằng là chiếc tàu này này nó không phải chạy ở ngay cái dòng giữa, ngay cái đoạn giữa sông, đoạn chính giữa sông, vì còn có thể ở dưới chỗ này có thể là sâu nhất, nhưng mà đã bị cạn với những cái gọi là những cái phần cầu mà họ chưa nào vét được. Trong cái đó cái phần ở bên hông này đó thì có thể là tàu chạy được, do vậy nó người ta đã gọi là dòn cái khoảng sông này sạch rồi, do đó tàu đã có thể tạm thời chạy bằng qua cái đường lòn dưới cái chân cầu bên hông này. Đó thì cái hình ảnh này cho thấy rằng là cái vấn đề khắc phục cái hậu quả của cái vụ sập cầu này có thể là tạm thời là khá nhanh chóng, có nghĩa rằng là tàu, các cái con tàu có thể là sẽ sớm được ra vào dễ dàng cái hải cảng Baltimore để mà cung cấp hàng hóa hoặc là lấy chở hàng hóa đi nơi khác. Vì thưa quý vị rằng là cứ mỗi một ngày mà trôi qua mà hải cảng Baltimore này giống như bị cô lập á, thì cái cảnh tượng ở trên hải cảng rất là buồn tẻ. Các cái tờ báo địa phương đó họ diễn tả các quán ăn, nhà hàng, các cái công xưởng, các cái nơi chế các biến, các cái công ty mà vận tải là đều giống như là im lìm, nằm giống như là nó chết rồi, và họ không biết ngày nào thì hoạt động trở lại. Cái ngày đó là phải có cái cầu phải bắc ngang qua cái khúc này thì cái hoạt động mới trở lại bình thường, nhưng trước mắt ít nhất là phải có tàu ra vào cái hải cảng này thì cái cuộc sống mới gọi là tạm hồi sinh, và khiến cho cái cư dân ở địa phương này họ cảm thấy họ vui lên với cái sự gọi là chăm sóc, không phải là chăm sóc mà với việc chú ý của cả cái chính quyền trung ương và lẫn cả Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ để có thể nhanh chóng gọi là tái lập cái cuộc sống hòa bình cho cư dân ở thành phố Baltimore. Chúng tôi xin chấm dứt cái bản tin ở đây và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.